The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ Trắng Thanh được nhà sản xuất tin tưởng trao ghế cố vấn của chương trình, đồng thời anh cũng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ đông đảo khán giả với vai trò mới này. Đồng hành cùng Trắng Thanh còn có nữ ca sĩ Tóc Tiên và rapper Huawei. Với nhiều năm thâm niên trong nghề, Trắng Thanh tràn đầy tự tin cho vai trò mới của mình. Anh nói, tôi là người khiêm tốn, ngày hôm nay tôi đã sẵn sàng bước vào thế giới của mặt nạ và tôi quyết tâm sẽ lột trần mặt nạ. Bây giờ nghệ sĩ hòa tấu tôi còn biết thì ca sĩ nào giấu mặt được với tôi ạ? Từng góp mặt cho nhiều show tranh tài về giọng hát, nhưng nữ cố vấn Tóc Tiên không khỏi ngạc nhiên trước độ công phu của The Masked Singer Việt Nam khi xây dựng câu chuyện riêng cho từng nhân vật mascot. Tóc Tiên nói chương trình vượt qua ngoài sự tưởng tượng của Tiên về khả năng phán đoán và lyric. Tuyên rất ngưỡng mộ khi chương trình đã đầu tư nhiều công sức và chất xám về việc xây dựng câu chuyện riêng cho từng nhân vật mascot. Tiên tin là những nhân vật mascot này sẽ không thể tìm thấy được ở những chỗ khác. Về phần Huawei cũng đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng, anh chia sẻ, thử thách này nó rất khó, cho nên con mắt của Huawei phải luyện kỹ càng để có thể nhìn thấy được 10 trên 10. Nắm giữ vai trò MC của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ, Ngô Kiến Huy không khỏi choáng ngợp trước độ công phu trong tạo hình nhân vật mascot. Chàng bắp chia sẻ những bộ mascot của chương trình phải thật sự gọi là khủng khiếp, rất là điên rồ. Bởi vì đây là những bộ mascot lần đầu tiên Huy thấy và đặc biệt nó có độ hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mặt khác, tuy là nữ cố vấn duy nhất của chương trình nhưng Tóc Tiên cũng không hề thua kém. Cô thậm chí còn khiến MC Ngô Kiến Huy và Trắng Thanh phải há hốc với độ chịu chơi của mình khi đặt cược. Em mà sai là em sẽ bỏ nghề luôn. Hãy cùng chờ xem những màn đấu trí nảy lửa của dàn cố vấn xịn sò này nhé.